Em xin kính chào toàn thể các bác đến với kênh bán hàng của bên em ạ. Và hôm nay bác nào có nhu cầu mua sản phẩm gì thì bác có thể liên hệ trực tiếp qua cơ sở 1, số điện thoại đây ạ. Vâng, và bây giờ em vào cụ thể từng sản phẩm một để các bác lựa chọn. Ở đây đôi mã số 1 đây là đôi chung Mucky 1 tầng. Dòng chung Mucky này thì nó là thương hiệu của Mỹ và sản xuất tại nước thứ hai các bác nhé. Sản xuất tại Đài Loan. Kích thước của nó là 12 cm, côn 25,9. Đấy. Đôi này em bán là 380.000 một đôi bao ship. Và đây cũng là đôi số 2, cũng là chung Mucky, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Đài Loan. Kích thước của nó là 13,5 cm. Đấy, nhưng mà nó khác biệt cái là nó là chung nam châm 2 tầng. Đấy, con này đánh rất là gấu luôn. Đôi này em bán là 500.000 một đôi bao ship các bác nhé. 500.000 một đôi bao ship, cả hai đôi này đều là Mucky. Đôi số 3 ở đây là một đôi chép đôm. Chép đôm, chép Evan. Đây là hàng của Đan Mạch ạ. Kích thước của nó là 10,5 cm. Đây, em quay cho các bác nhìn cụ thể luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa ạ? Của Đan Mạch. Đôi này em bán là 350.000 một đôi bao ship. Kích thước là 10,5 cm. Và mã số 4 ở đây là đôi chung Evan. Cũng là chung của Đan, chung của Đan Mạch. Kích thước 12,5 cm, côn 25,9 các bác nhé. Đây. Đúng chưa? Đan Mạch. Đấy, bác nhìn này. Đấy, đôi này em bán là 550.000 một đôi bao ship. Đấy. Mã số 5 ở đây là đôi bát 16 thương hiệu Behringer. Nó là thương hiệu của Đức và cũng sản xuất tại nước thứ hai. Hai cái mã này thì nó là hàng mới bác nhá. Đấy, còn bốn đôi chung này là hàng bãi, riêng hai mã cuối này là hàng mới. Hàng nhập khẩu. Cái này côn của nó là côn 37. Đấy. Công suất của nó là 280W 4 ohm. Đấy, dòng Behringer này là thương hiệu của Đức, sản xuất tại nước thứ hai. Đôi này em bán là 680.000 một đôi bao ship. Và mã số 6 ở đây là đôi chung DK. Đường kính của nó là 16,5 cm, côn 25,9. Đôi này em bán là 380.000 một đôi bao ship các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu mua mã nào thì các bác liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin cảm ơn ạ.